bà con, nếu như hiện nay còn nhiều bà con nông dân lo ngại nghề chăn nuôi vịt sinh sản vì dịch bệnh hoặc thua lỗ, thì vẫn còn những người nông dân dám nghĩ, dám làm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong quá trình sản xuất, giúp họ thành công từ mô hình này. Tôi đang có mặt tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, nơi có nghề chăn nuôi vịt sinh sản truyền thống từ nhiều năm. Tuy nhiên, nét mới trong nghề chăn nuôi vịt sinh sản hiện nay của bà con nông dân đó là họ đã biết liên kết với nhau, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu với bà con trong chương trình ngày hôm nay. Không phải là khu nuôi có ao hồ chăn thả, đàn vịt sinh sản này hiện đang được nuôi trên cạn với hình thức an toàn sinh học. Khu chuồng nuôi được đầu tư xây dựng là chuồng kín với đầy đủ trang thiết bị như quạt gió, sàn lạnh, đèn chiếu sáng, dòng dọc vận chuyển thức ăn, nhiệt độ cũng được kiểm soát thường xuyên. Đây là trang trại chăn nuôi vịt sinh sản trên cạn của gia đình ông Ngô Thế Chanh, người tiên phong chăn nuôi vịt sinh sản trên cạn đầu tiên của tỉnh Hưng Yên, mỗi năm doanh thu hàng tỷ đồng. Thế thì cái mô hình này thì cái mùa lắng ấy thì chúng ta sẽ khống chế được cái nhiệt độ. Nhiệt độ ở bên trong chuồng ấy thì nó sẽ ổn định quanh năm là khoảng 25-26 độ C. Thì nó phù hợp với con vật nuôi và nó đỡ được cái dịch bệnh. Đấy, mỗi khi mà mình chăn thả bên ngoài bình thường ấy thì nó ảnh hưởng cái thời tiết. Do cái nắng và mưa, mỗi khi mưa và lắng thì cái con vật nuôi sẽ không sinh sản, sẽ kém hơn và sinh ra cái dịch bệnh. Chăn nuôi vịt đến nay đã 20 năm, nhưng những năm trước, ông cũng như nhiều hộ chăn nuôi vịt theo lối truyền thống. Mặc dù có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi, nhưng đàn vịt của ông cũng không tránh khỏi dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước thả vịt. Chính vì vậy, đầu năm 2019, ông Chanh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hai chuồng lạnh với tổng diện tích 8.000 m². Chuồng nuôi được sử dụng công nghệ đệm lót sinh học để đảm bảo chuồng nuôi khô ráo, sạch sẽ. Khu nước uống của vịt cũng được xây dựng thành khu riêng, có rãnh thoát nước, tránh nước vương vãi ra nền chuồng. Cái đệm lót sinh học nó sinh ra cắt tất cả các cái, nó làm cho cái, nó tiêu hủy cái thức ăn. Đấy, tiêu hủy thức ăn thì coi như là cái phân khi mà nó càng dày lên thì nó càng tạo cái độ xốp, cho nên nó không có mùi cái gì. Đấy, vì cái con vi khuẩn là nó ăn hết cái phân. Đấy, và nó tạo ra cái chấu là rất là tơi xốp khô. Hiện tại bây giờ nó đã cao tới gần 70 phân. Bắt đầu chuẩn bị đến cái chu kỳ này chúng tôi phải đánh ra. Là sau khoảng gần 1 năm chúng tôi mới thay. Anh thấy khu chuồng của mình cũng khá là rộng. Ở đây thì mình nuôi được khoảng bao nhiêu con? Thế này ấy, thì nếu như mà mình không làm đệm lót sinh học ấy, mà nuôi theo truyền thống ấy, thì cái chuồng này là của tôi là 1.200 m². Thì nếu nuôi bình thường như truyền thống, áp dụng truyền thống ấy, thì chỉ được hơn 1.000 con thôi. Nhưng chúng tôi nuôi đệm lót sinh học này thì và chuồng lạnh như thế này thì chúng tôi là hiện tại bây giờ là trên 4.000 con. So với nuôi truyền thống mà vịt không được chăn thả, không được bơi dưới nước mà chỉ được nuôi trên cạn như thế này thôi thì nó có ảnh hưởng gì đến cái khả năng đẻ trứng của nó không? Chứ bây giờ mình chăn thả thì cái con vật nuôi nó vận động mất năng lượng thì cái tiêu tốn thức ăn nó nhiều hơn. Và áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào cái đệm lót sinh học này ấy, thì khi cái quả trứng ấy, cái con vịt bơ này nó đẻ, con gà mông nó đẻ thì nó rơi vãi ra thì nó đều khô, nó không ảnh hưởng bị nước, thì cái độ ấp lở nó rất là cao, nó không mất đi đâu tất cả. Như nuôi truyền thống thì có khi con vịt mình thả sớm một chút nó đẻ ra ao chuông mất luôn, nhưng mà cái này thì nó ở trong chuồng là mình không mất gì quả nào tất cả và cái tỷ lệ trứng nó sẽ an toàn hơn. Nhận thấy không thể làm riêng lẻ một mình được, muốn hướng tới chăn nuôi bền vững, ông Chanh đã liên kết với nhiều hộ chăn nuôi vịt trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão thành lập chi hội chăn nuôi vịt sinh sản từ năm 2017. Đến nay, chi hội có 40 thành viên tham gia với diện tích sản xuất là 60 hectare, đàn vịt sinh sản là 160.000 con. Tất cả các thành viên tham gia chi hội tạo thành mối khép kín từ con giống đến đưa ra thị trường. Sau khi mà thành lập thì chi hội chúng tôi đã làm chủ được những cái đầu, thứ nhất là đầu vào về cái con giống, rồi về cái nguồn thức ăn, rồi về thuốc thú y. Sau đó thì đến đầu ra thì chi hội đã làm rất tốt về cái việc tiêu thụ con giống. Và cái thứ ba nữa là cái mà định hình được về cái thị trường. Đấy, lúc thị trường xấu thì chúng tôi giảm cơ số. Và đến khi mà thị trường mà có tín hiệu tốt thì chi hội là sẽ vận động các hội viên cùng tập trung để sản xuất, để tận dụng cái thị trường lúc đang được. Từ cái khâu sản xuất thức ăn gia súc, làm sao chủ động được cái đầu vào. Đấy, cho cái giá thành nó hợp lý. Sau đó đến chăn nuôi con bố mẹ, sau áp dụng cái mô hình an toàn sinh học này cho thì cái chỉ số là nó sẽ đạt hơn.
nó không bị dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và tỷ lệ khai thác nó sẽ cao. Sau đó thì chúng tôi đang bàn với nhau rằng là để đưa cái con vịt thịt thương phẩm làm sao ra với vào các cái cửa hàng siêu thị làm theo chuỗi cung ứng. Đây là máy ép trứng do chính chi hội tự sản xuất và lắp ráp cho các thành viên trong chi hội. Nếu như trước đây, mỗi một chiếc máy ấp này có giá thành từ 125 tới 130 triệu mà tỷ lệ ấp nở chất lượng con giống không được cao, thì hiện nay khi chi hội đã tự sản xuất được thì giá thành giảm còn 25 triệu một máy. Hiệu quả ấp nở thành công từ 85 tới 90%. Hiện đội sản xuất máy của chi hội sẽ kiêm luôn cả bảo dưỡng máy cho các thành viên. Không chỉ chủ động được công nghệ ấp nở mà cả con giống những năm gần đây cũng được chi hội thay thế bằng giống mới, đó là giống Grimo. Nếu như vịt giống cũ có thời gian nuôi từ 52 đến 55 ngày mới cho trứng, còn giống vịt mới này thời gian nuôi đến khi cho trứng rút ngắn còn từ 45 tới 47 ngày. Và mỗi lứa nuôi kéo dài được đến 2 năm. Năng suất đẻ cũng cao hơn giống vịt truyền thống. Hiện nay, chi hội đã chủ động được con giống này để cung cấp cho các thành viên. Cái ưu việt của con Grimo này ấy, thì là cái tỷ lệ đẻ là sai, ấp dễ lở, tỷ lệ cao. Đấy. Và cái chỉ số ép sai sẽ thấp. Một cân nếu như cái con vịt truyền thống của mình ấy, thì là 3 cân cám mới được 1 cân thịt. Còn cái giống mới này ấy, thì là 2 cân 3 cám trên được 1 cân thịt. Và chất lượng thịt thì lại là tối ưu. Đấy, đạt tiêu chuẩn là cái tỷ lệ rất là ngon và tỷ lệ xương ít. Cái sản lượng trứng con này ấy, thì cái con kia thì nó sẽ con truyền thống của mình ấy, là từ 180 cho đến 200 trứng. Như con này nó 260 đến 270 trứng trên năm. Để hạ giá thành thức ăn chăn nuôi, các thành viên trong chi hội đã liên kết góp vốn, mua nguyên liệu thô như cám, ngô, khô đậu tương, các axit amin, sau đó hợp đồng thuê nhà máy chế biến thành thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh cho hội viên. Năm 2019, chi hội đã chế biến và cung ứng cho các hội viên được hơn 12.000 tấn thức ăn chăn nuôi. So với việc mua cám công nghiệp từ các công ty, cách làm này đã giúp các thành viên giảm được từ 12 đến 15% chi phí đầu tư thức ăn chăn nuôi vịt, giúp cho đàn vịt bố mẹ sinh sản đều hơn, tỷ lệ trứng đủ tiêu chuẩn ấp nở cao, giúp gia tăng thêm lợi nhuận từ 18 đến 20%. Chi hội nghề nghiệp này là cái tự là tìm mà cái thức ăn cho chính mình chứ không phải phụ thuộc theo những các nhà máy. Cho học hỏi kỹ thuật và ấp lở, gọi là nuôi sản xuất và ấp lở con gia cầm thì gọi vệ sinh an toàn sinh học. Đấy thì cũng là rất là nâng cao rất là nhiều. Đấy và cái nữa là cái về đầu ra của gọi là sản phẩm của con vịt cũng như là vịt thịt, vịt con rồi thì là trứng thương phẩm. Đấy là tất cả mọi cái rất thuận lợi. Đây là những vỏ trứng sau khi ấp nở xong sẽ được các thành viên chi hội xử lý, dùng để bón cho cây trồng. Vỏ trứng chứa nhiều canxi là loại phân bón hữu cơ rất tốt cho cây, giúp làm đất tơi xốp, lá dày và xanh, trái ngọt hơn mà không cần sử dụng thêm bất cứ loại phân bón hóa học nào, đặc biệt là không ô nhiễm môi trường. Không chỉ được hướng dẫn kỹ thuật, chủ động về con giống và an tâm về đầu ra, thì những thành viên tham gia còn có cơ hội được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân để có thêm nguồn vốn đầu tư cho mô hình. Năm 2019, 10 thành viên trong chi hội có nhu cầu về vốn được tiếp cận với tổng nguồn vốn 1 tỷ đồng trong thời hạn 2 năm. Cái nguồn vốn là khi được áp dụng vào ấy thì là tăng cái lượng mở rộng được quy mô sản xuất thì qua đó là cũng sẽ là các cái hộ là có thể điều kiện là giúp được các cái hộ khác là tham gia vào sản xuất của khi theo cái mô hình sản xuất của họ để là tăng thu nhập các hội viên. Và trong cái dự án của chúng tôi viết yêu cầu các hội viên nông dân vay vốn ấy thì đều phải có cái hàng năm là phải giúp đỡ được các cái 1 đến 2 hộ nghèo về vốn, về giống, về kỹ thuật để phát triển sản xuất kinh doanh kèm theo các dự án đó. Và hướng tới là chúng tôi cũng trong các dự án là cũng yêu cầu là phải thành lập được các dự án đó, phải thành lập được là các chi tổ hội nghề nghiệp tối thiểu, còn không thì là phải thành lập được tổ hợp tác xã. Thông qua cái chi hội này thì cũng làm cái cơ sở để chúng tôi nhân rộng ra, thành lập thêm được 9 cái chi hội khác ở trên địa bàn huyện và 7 cái tổ hội nông dân nghề nghiệp để giúp cho các hội viên nông dân trên địa bàn huyện là hình thành cái việc là phát triển kinh tế tập thể, giúp nhau phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất và làm giàu. Không chỉ cùng các thành viên phát triển nghề chăn nuôi vịt mà từ việc sản xuất kinh doanh của chi hội đã tạo việc làm ổn định cho trên 200 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi người một tháng.
Nhờ định hướng được thị trường mà sản phẩm vịt giống của chi hội làm ra không khi nào bị tồn động. Thời gian tới, chi hội dự định tiếp tục mở rộng thị trường, mở rộng thêm quy mô chăn nuôi. Thưa bà con, có thể nói rằng chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật hướng đến chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt là họ đã biết liên kết với nhau trong quá trình sản xuất, chủ động được đầu ra cho sản phẩm, không lo thương lái ép giá. Đây rõ ràng là mô hình hiệu quả đang được địa phương tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.